Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào 500 anh em quay trở lại cùng với MBG trong series bình luận PK lên server. Và đây là mini hàng nhái đến từ server UF và chúng ta cùng đến với chế độ bàn pick của cái server này. Đừng quên vào 0 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ, anh em nhớ theo dõi và ủng hộ nha. Còn ngay bây giờ thì matching thôi. Đối thủ đầu tiên là ai? Go Boy của xe 103. Là người đánh trước và mình sẽ là người ba. Trang đùa lon với Nico Su vãi mẹ. Ziu tơn tu ban, mình ban đi một, mình ban đi Su. Hello, mình chưa kịp ban hết giờ. Nói chung là nó kiểu gì lấy con đua lon này cho. Nó kiểu gì chả có đua lon và mồm. Go Boy. Ái, khôn phết. Đi Sun đi các bạn. Sun này có như GB nhở? Không nha anh em. Sun này không có nghĩa là tên đầu đâu. Sau ban vội. Ban này chắc anh nhỉ? Nó ban cả phẩy. Ban còn đấy cho nó chắc. Ban con đấy cho nó chắc. Ban con đấy cho nó chắc. Anh chắc anh em ạ. Maybe the slot. I love you.
Gua Nico mày chạy đâu cho khỏi nắng bây giờ. Mình chạy đâu cho khỏi lắng. Lắng đã tắt trên những mùa xuân em đi. Go boy. Chạy đâu khỏi lắng được. Nắng này không chạy được anh em hiểu không? Nắng này thì làm gì có cái cửa nào để mà chạy. Và đó là chiến thắng đầu tay dành cho em vì hàng nhái trước Go Boy. Cùng đến với game đấu tiếp theo là đá nắp lên danh vàng 3 luôn. Ngoài như cóc Ilasala Solaka đến từ server 41. Choi Kim. Đúng à. Choi Kim, Newton Ban. Để nó bơm tăng ban choi đi thì mình cho nó kim luôn một món. Kukari Arena. Mình lời có tư chất 15 mà anh em. Đúng rồi, mình lời có tư chất 15. Nó bán một con. Thì mình trả lời một con à? Ờ. Được, là một con được. Chưa cả à, chân ma với kim vào thừa sức chơi con cu fairy kia đúng không? Đó gì đủ trình này ít tâm này của mình. Ơi chứ quên mất để Athena đầu nhỉ, đi để kim đầu vậy đúng không? Nên mình phải để Athena trước đi để kim trước. Sai nha. Sai lầm. Đấy. Yeah.
Ivory nhỉ, cứ nhảy có 5 mét cứ nhảy cứ clip mày. Cô dạy của người yêu đã bị xê rồi. Cái bạn đáp ứng hai con chủ lực của mình là được. Cắt thằng này cắt. Đâu thì cắt thằng nào thì cắt. Đây nó không thì còn hàng nào nữa chơi đúng không? Xun vào nhưng mà nghĩ ra cái từ này con Bukhari của nó có nộ nên thôi đi. Đến được Isla La Soleka rồi anh em. Áp lực như thế thì chống thế nào được mà chả quýt. Áp lực như thế thì chống thế nào được mà chả quýt. Cũng đến với cái đối thủ tiếp theo này. Đó chính là Polupo 6cc và xe vào 106. Mình là người đánh trước. Vậy là mình ban sau. Chúng ta có Ken, Zack, Clark, Athena, dốc nó ba đi dốc rồi ba đi kia mấy cửa lắp thì chắc anh à thế nhỉ bị thế nhỉ. Thật sự cái thanh niên này anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Không hiểu kiểu gì anh em ạ. Vừa đánh vừa chơi win anh em nhỉ. Này
gì nữa anh em đúng không? Bạn nó quýt cho nó nhanh. Gì? Combo nó sốc luôn, lần này nó nhanh nhỉ. Ai ngờ làm quả chết luôn. Xong ở đây nhé anh em nhé. Ơ Athena. Vẫn chưa xong à? Vẫn phải xong. Đối thủ popular 60C nghe thì mình hay là cố tình pick như vậy này. Và đó là chiến thắng của MNG Hàn nhái trước Popo 60C. Cùng đến game đấu tiếp theo này anh em ơi. Chúng ta cùng đến với game đấu tiếp theo. Con xem là 82. Wendico ca phải u quá vãi. 1 2 3 4 5 6 mãi không cần biết ca phải hết đâu vậy. Ca phải cứ lắc con ao trình ở đây đi đúng không? Ca phải cứ lắc cái ao trình ở đây rồi. Non quát quát như lon mãi như quát nhà này mình vẫn cửa dưới rồi. Mình cửa dưới này còn rất dưới nữa, cái zero hợp lý hơn kìa. Thả ăn cờ lắc là cũng dễ, và cũng thả thì cũng dễ. Nói chung kiểu gì cũng dễ anh em. Gì cũng rén rén. Ừ.
Mẹ. Thế mà chém nó kìa. Một lúc chú ý tỏi, sợ thật. À, thứ hai là nó xây ra một thằng đua lon, nó sao mẹ nó xion. Không thế nào cả. Sao Sion không thấy như nào cả anh em. Một, hai, ba, bốn, mấy năm pháp cũng không ăn thua này. Cố giải quyết là không yêu đó, đi xe yêu. Sion vẫn đang bị ám, vẫn đang bị ám của thằng Sun, vẫn đang bị ám và nó hơi yếu. Thế này thì không ăn thua rồi. Cozaico là người yêu đó, đi xem yêu. Hmm.
Clip mẹ Sion được xe đám ra. Bảo sao khó chịu. Được xe đám bảo sao nó khó chịu anh em. Xe đam khó chịu nhè. Thua anh em ạ, thua tướng, không làm gì được. Xion cảm giác như nó vẫn bị ám. Nhờ nó không có đam hay sao. Cảm giác Xion vẫn không có đam. Cảm giác Xion nó vẫn không có đam anh em ạ. Cảm giác Xion nó vẫn không có đam cho cái nhịp vừa rồi nhé. Mặc dù nó đã in vi, nó giải hiệu ứng xấu. À nó gọi là tốc biến thì nó giải hiệu ứng xấu, nó vẫn vậy. Zin đến từ xe 106. Ôi Zilvanton, Init kìa, Gunit kìa, Taiko kìa, Ca Phận kìa, Mây Trò kìa. Ban cái loại giữa giữa. Nó phải ban đi Init bây giờ Gunit rồi. Mẹ bỏ Init lại à. Lại hồn. Hồn bỏ lại Init thì hồn kinh quá. Hồn ghê quá đấy. Nói chung game này vừa đánh vừa chơi cũng thắng rồi anh em. Đúng không? Vừa đánh vừa chơi cũng thắng à. Vừa chơi thắng anh em ạ. Anh chơi thắng. Nó không ban Init thì lấy gì à, nó chiến nhỉ. Chúng ta cùng đến game đấu số 6 là game đấu cuối cùng cho clip này nào. Nai Sare, Nai là màn đêm. Mình là người đánh trước. Vậy nó là thằng đánh trước. Chúng ta có tròi Mia, What, Ulon, Vãi. Mẹ. Quát rồi. Khoái nha. Kìa. Mẹ. Đàn đấu mà đánh nhau rồi. Đến lúc chúng ta nhìn lại đàn đấu mà đánh nhau rồi nhờ. Lúc của chúng ta nhìn lại thì hỏi ta ở đâu để mà đánh nhau. Nhiều khi đắn đo. What ở đam. Đâu mà giết con quát này rồi.
khoai nhỉ. Đang đâu mà giết Owap bây giờ. Mosaic và mưu đồ. Những cái xe đạp mà đua lon nó khó chịu nha. Đùa với cái xe đạp mà đua lon à. Chết cái tao. Đúng là còn hồi sinh niềm tin mà. Nhảy vào mặt chém. Đi chết thôi các bạn. Xe đạp đưa lon kinh thật. Đấy. Quát nó vào giai đoạn khỏe rồi. Vẫn trên cơ bậc nhỉ. Quát thì nhỉ. Chịu rồi. Giải cứu anh em ạ. Surrender rồi. Và clip này mình xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. See you again.